tạ cao nhất. Trong lần ở lần trận đầu tiên, Mỹ Phượng sẽ thử sức với mức tạ 76 kg. Đây là lần giật đầu tiên của cô. Khổng Mỹ Phượng là người đã đánh bại Vương Thị Huyền để có thể giành quyền góp mặt tại SEA Games 31 lần này. Tại SEA Games 31 ở môn cử tạ thì mỗi nội dung, mỗi hạng cân sẽ chỉ có một vận động viên, các quốc gia sẽ chỉ có đúng một vận động viên để tranh tài. Và Khổng Mỹ Phượng là người đã vượt qua đàn chị Vương Thị Huyền để có thể giành vé tham dự SEA Games 31 lần này. Một lực sĩ còn rất trẻ, Khổng Mỹ Phượng sinh năm 1999 và cô đang được huấn luyện bởi huấn luyện viên Huỳnh Hữu Chí, huấn luyện viên của cử tạ Thành phố Hồ Chí Minh. 76 kg, Mỹ Phượng đã chinh phục thành công. Lượt thi hoàn thành. Và đó mới chỉ là lần cử giật đầu tiên của đô cử Việt Nam. Trọng lượng tạ trên sàn được nâng lên 77 kg. Và như vậy là ở lần cử giật thứ hai thì đô cử của Thái Lan Thayathon Sucharoen, cô đăng ký mức tạ là 77 kg. Có vẻ như là ngay từ nội dung cử giật chúng ta đã xác định được hai vận động viên sẽ cạnh tranh tấm huy chương vàng. Đó là đô cử của Thái Lan Thayathon Sucharoen và Khổng Mỹ Phượng, những người đã đăng ký mức cử giật rất cao ngay ở lượt đăng ký đầu tiên. Như vậy là ở lượt giật thứ hai thì Sucharoen tố mức tạ 77 kg. Sucharoen đã thành công. Như vậy là thành tích cử giật của Sucharoen đã được nâng lên thành 77 kg. Trọng lượng tạ trên sàn được nâng lên 78 kg. Mỹ Phượng cũng đăng ký mức tạ 78 kg, hơn 1 kg so với Sucharoen. Và đây cũng là lần cử giật thứ hai của đô cử Việt Nam. Ở nội dung cử tạ thì các vận động viên sẽ có tổng cộng là 6 lượt nâng tạ chia theo hai nhóm, đó là 3 lượt cử giật và 3 lượt cử đẩy. Các vận động viên có quyền đăng ký mức tạ và thậm chí là có thể thay đổi ngay trước khi lên sàn. Tuy nhiên, sự thay đổi đó sẽ chỉ là sự thay đổi tăng thêm, có nghĩa là vận động viên sẽ chỉ nâng tạ nặng hơn, chứ một khi đã đăng ký thì sẽ không được đăng ký thấp đi, không được thay đổi thấp đi. Khổng Mỹ Phượng đăng ký mức tạ 78 kg, nội dung cử giật, lượt cử giật thứ hai của cô. Thành công. 78 kg. Và đây là một kỷ lục SEA Games mới ở hạng cân 45 kg của nữ. Ở tính riêng nội dung cử giật của vận động viên Vương Thị Huyền vào năm 2019. Xin quý vị. Như vậy là Khổng Mỹ Phượng đã phá kỷ lục SEA Games cử giật mà Vương Thị Huyền thiết lập vào năm 2019 tại SEA Games ở Philippines. Một kỷ lục mới đã được thiết lập. Đô cử Việt Nam đã chinh phục thành công mức tạ 78 kg. Third and final attempt by Thayathon Sucharoen from Thailand. Trọng lượng tạ trên sàn 79 kg. Mời vận động viên Thayathon Sucharoen Thái Lan vào chỗ thi đấu lần thứ ba. If successful, this will be another new SEA Games record. Và đô cử của Thái Lan Thayathon lần thứ ba ở lượt cử giật thứ ba,
cô đăng ký mức tạ 79kg. Và nếu giật thành công thì Thayathon cũng sẽ thiết lập một kỷ lục SEA Games mới. Thayathon sẽ vượt qua kỷ lục 78kg mà Khổng Mỹ Phượng vừa mới giật được. Gần như có thể khẳng định huy chương vàng sẽ là cuộc tranh chấp tay đôi giữa Khổng Mỹ Phượng và Thayathon. 79kg. A good live, a new SEA Games record at 79kg. Và thêm một lần nữa, lượt thi hoàn thành và thành tích cử giật hạng cân 45kg nữ tại SEA Games đã có một kỷ lục mới. Lúc này thì người đang giữ kỷ lục SEA Games ở nội dung cử giật hạng 45kg nữ là Thayathon, đô cử Thái Lan với thành tích là 79kg. Và Khổng Mỹ Phượng lượt giật thứ 3, cô tố mức tạ 80kg. Ban tổ chức hơn tôi xin thông báo đô cử Thái Lan 1kg. Khi đồng hồ nhảy trên xa trên bàn hình led, mời các trọng tài đứng dậy lắp tạ luôn. The bar is ready, loaded to 80kg. Third and final attempt by Vietnam. Trọng lượng tạ trên sàn 80kg, mời vận động viên Khổng Mỹ Phượng. 80kg, đó là lần tố tạ thứ 3 của Khổng Mỹ Phượng ở nội dung cử giật. Và nếu thành công, đó sẽ là một kỷ lục SEA Games mới ở nội dung này. Một kỷ lục SEA Games cử giật hạng 45kg nữ. Khổng Mỹ Phượng là đô cử sinh năm 1999. Tập cao lên. Thành công. Mỹ Phượng đã thành công. Và như vậy là Mỹ Phượng đã thiết lập một kỷ lục SEA Games mới. Rất hay. Riêng ở nội dung cử giật, chỉ mới là nội dung cử giật thôi, nhưng hạng cân 45kg nữ đã chứng kiến các đô cử của chúng ta 3 lần phá kỷ lục. Các đô cử tranh tài 3 lần phá kỷ lục. Và lúc này thì kỷ lục SEA Games ở nội dung cử giật của hạng cân 45kg nữ đã được ghi nhận cho Khổng Mỹ Phượng với mức thành tích là 80kg. Và gần như có thể khẳng định là chắc chắn cử tạ Việt Nam sẽ có được một tấm huy chương ở nội dung 45kg nữ. Gần như là có thể khẳng định như vậy. Nhưng tất nhiên là với những gì mà Mỹ Phượng đã chờ đợi, đang thể hiện, thì chúng ta sẽ chờ đợi một tấm huy chương vàng. Giỏi giờ đó. Quay phá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những diễn biến trực tiếp từ môn cử tạ hạng 45kg của nữ. Và đây là lần cử đẩy đầu tiên của Khổng Mỹ Phượng. Khổng Mỹ Phượng đăng ký mức tạ cử đẩy đầu tiên là 88kg. Mỹ Phượng là người đã đứng đầu ở nội dung cử giật. Cô thiết lập một kỷ lục SEA Games mới với mức tạ là 80kg. Và Mỹ Phượng đã đẩy thành công mức tạ 88kg. Mỹ Phượng đăng ký mức cử đẩy 88kg. Và lúc này thì tổng trọng lượng tạ của Mỹ Phượng đang được ghi nhận là 168kg. Với việc đẩy thành công mức tạ 88kg thì có thể khẳng định là gần như chắc chắn Mỹ Phượng đã có được tấm huy chương tại SEA Games 31 lần này. Nhưng chắc chắn là mọi người đang rất chờ đợi, người hâm mộ cũng như là ban huấn luyện đang rất chờ đợi Mỹ Phượng sẽ có được tấm huy chương vàng. Việc Mỹ Phượng đăng ký một mức tạ không quá cao ngay ở lần cử đẩy đầu tiên là để đảm bảo cho việc cô chắc chắn sẽ có mặt trong top 3 khi mà ngay kết thúc nội dung cử giật.
Mỹ Phượng đã có mức thành tích tốt hơn vận động viên của Indonesia người đang thực hiện cử đẩy tới 8 kg. Vận động viên của Indonesia Siti Hariru cũng đăng ký mức cử đẩy đầu tiên là 88 kg. Và tiếp theo thì trọng lượng tạ trên sàn sẽ được nâng lên thành 89 kg. Như vậy là có thể thấy là Siti Hariru, đô cử của Indonesia, đã điều chỉnh mức tạ. Ở lần cử đẩy thứ hai thì Siti Hariru tố mức tạ 90 kg, và Marie Flo, đô cử của Philippines, cô cũng tố mức tạ 90 kg. Đây là Marie Flo, đô cử của Philippines, tố mức tạ 90 kg ở lần cử đẩy thứ hai. Ở lần cử đẩy đầu tiên thì Marie Flo đã đẩy thành công mức tạ 87 kg. Trọng lượng của Marie Flo lúc này ghi nhận là 158 kg tổng cử. Đây là lần cử đẩy thứ hai của Marie Flo, cô đăng ký mức tạ 90 kg. Như vậy là Marie Flo đã không thể đẩy thành công mức tạ 90 kg. Tổng trọng lượng của cô, tổng cử của cô đang ghi nhận là 158 kg. Trọng lượng tạ trên sàn 90 kg, mời vận động viên Siti Nasio Hirion Indonesia vào chỗ thi đấu lần thứ hai. Như vậy là Siti Hariru, cô đăng ký mức cử đẩy thứ hai là 90 kg. Đá đẩy thành công. That's a good lift. Lực thi hoàn thành. Lotus 91 now please. Như vậy là thành tích của Siti Hariru lúc này đã được nâng lên thành 90 kg cử đẩy. She has 2 minutes. Trọng lượng tạ trên sàn được nâng lên 91 kg. Stop the clock. Lifter is moving up. We need 92 now. Trọng lượng tạ trên sàn được nâng lên 92 kg. Và đây sẽ là lần cử đẩy thứ hai của Khổng Mỹ Phượng. Cô đăng ký mức tạ là 92 kg. Bar is ready, loaded to 92 kg for the second attempt by Khổng Mỹ Phượng. Mời vận động viên Khổng Mỹ Phượng Việt Nam vào chỗ thi đấu lần thứ hai. Nếu như đẩy thành công mức tạ 92 kg, Mỹ Phượng sẽ có được tổng cử là 172 kg. Có nghĩa là cô sẽ nhiều hơn đô cử của Thái Lan, người xếp thứ hai ở nội dung cử giật, tới gần 100 kg. Chính xác là 93 kg. Đó sẽ là một thách thức với đô cử của Thái Lan, Thayathon Sucharoen. Hãy cùng chờ xem. Mạnh lên, chọn mạnh lên, chọn mạnh lên.
Mỹ Phượng đã đẩy thành công. Cô đã đẩy thành công mức tạ 92 kg. Lượt thi hoàn thành. Như vậy là tổng cử của Mỹ Phượng lúc này đang là 172 kg. Như vậy là nếu như muốn đánh bại Khổng Mỹ Phượng thì đô cử của Thái Lan Thayathon Sucharoen, cô sẽ phải nâng mức tạ ít nhất là 93 kg. Philippines vào chốt thi đấu lần thứ 3. Đây là lượt cử đẩy thứ 3 của đô cử Philippines, Mary Flor, mức tạ là 93 kg. Lúc này thì có thể khẳng định cuộc tranh chấp huy chương vàng đang là màn so tài giữa Khổng Mỹ Phượng của Việt Nam và đô cử của Thái Lan Thayathon Sucharoen, người vẫn chưa đẩy một lần nào, không thành công. Lượt thi không hoàn thành. Như vậy là Mary Flor đã không thể đẩy thành công mức tạ 92 kg. Và thành tích của Mary Flor ghi nhận là 71 kg cử giật, 87 kg tổng cử, 87 kg cử đẩy và tổng cử là 158 kg. Trọng lượng tạ trên sàn 92 kg. Với tổng cử 158 kg thì Mary Flor sẽ xếp thứ tư. Indonesia vào chốt thi đấu lần thứ 3. Đây là lần cử đẩy thứ 3 của đô cử Indonesia. Cô đăng ký mức tạ là 92 kg. Tâm lý của đô cử Indonesia Siti Hariru lúc này là rất thoải mái, bởi dù có thành công hay không thì cô cũng nhiều khả năng là xếp thứ 3 trong cuộc, khi mà chắc chắn đô cử của Philippines đã có thành tích kém hơn. Chỉ có 4 đô cử tranh tài ở hạng 45 kg của nữ tại SEA Games lần này. Hariru không thành công. Và mức thành tích của Hariru được ghi nhận là 72 kg, 72 kg cử giật và 90 kg cử đẩy. Tổng cử của Hariru là 162 kg. Lúc này thì sẽ chỉ còn Khổng Mỹ Phượng và Thayathon Sucharoen tranh tài mà thôi. Trọng lượng tạ trên sàn 93 kg, mời vận động viên Thayathon Sucharoen Thái Lan vào chỗ thi đấu lần thứ nhất. 93 kg, đó là mức tạ mà Thayathon Sucharoen đã đăng ký. 93 kg, nếu như đô cử Thái Lan có thể cử đẩy thành công ở lần này, đây là lần cử đẩy đầu tiên của Thayathon, và nếu như Thayathon thực hiện thành công mức tạ 93 kg, cô sẽ có cùng thành tích với Khổng Mỹ Phượng, cả hai sẽ có cùng tổng cử là 172 kg. Một lựa chọn có thể xem là mạo hiểm của Thayathon. Cô đăng ký một mức tạ rất cao, 93 kg, ngay từ lần cử đẩy đầu tiên. Nhưng Thayathon đã thực hiện thành công. Thayathon đã thực hiện thành công mức tạ 93 kg. Lotus 94, please. Lượt thi hoàn thành. Và như vậy là lúc này cả Khổng Mỹ Phượng và Thayathon đều đang có cùng mức tổng cử là 172 kg. Khổng Mỹ Phượng và Thayathon đều có cùng mức tổng cử là 172 kg. There's a change. We need 96 now. Trọng lượng tạ trên sàn nâng lên 96 kg. Và như thông báo từ ban tổ chức thì trọng lượng tạ đã được nâng lên thành 96 kg. 96 kg chính là trọng lượng tạ ngang bằng với kỷ lục SEA Games hiện tại. Và như vậy là người thực hiện sẽ là Khổng Mỹ Phượng. Mỹ Phượng đã quyết định thách thức với kỷ lục SEA Games. 95 kg. Không, như vậy là 95 kg. 95 kg, Thayathon đã đăng ký mức cử đẩy thứ 2.
Hayathon lần cử đẩy thứ hai, cô Tố mức tạ là 95 kg. Mời vận động viên Thanathon Sucha Thái Lan. Trọng lượng tạ trên sàn được nâng lên 94 kg. Stop the clock. There is a technical stop. Như vậy là ở lần cử đẩy thứ 3 thì theo như ghi nhận trên bản đăng ký Khổng Mỹ Phượng, Tố mức tạ là 94 kg. Còn Thay Gia Thon, Tố mức tạ là 95 kg. Một cuộc đấu trí giữa ban huấn luyện của hai đô cử. Thay Gia Thon, không, như vậy là Thay Gia Thon Sucharoen đô cử Thái Lan Tố mức tạ 95 kg ở lần cử đẩy thứ hai. 95 kg ở lần cử đẩy thứ hai, đây là mức tạ cử đẩy ngang bằng với kỷ lục SEA Games. Thực sự là một cuộc đấu trí giữa ban huấn luyện của hai đội. Mỗi đô cử sẽ chỉ có 3 lần giật và 3 lần đẩy mà thôi. Bàn trái. 3 lần giật, 3 lần đẩy và chỉ trao duy nhất một huy chương tổng cử. Lúc này thì tổng cử của Khổng Mỹ Phượng và Thay Gia Thon đang bằng nhau. That's a good lift and the new SEA Games record of 95 kg. 95 kg, như vậy là Thay Gia Thon Sucharoen đô cử của Thái Lan đã nâng thành công mức tạ 95 kg. Và tổng cử của Thay Gia Thon Sucharoen lúc này đang là 174 kg. Cô đã thiết lập một kỷ lục SEA Games mới ở hạng 45 kg của nữ. Thay Gia Thon đã vượt qua kỷ lục SEA Games của Vương Thị Huyền, tổng cử 172 kg, thiết lập tại kỳ SEA Games năm 2019. Tổng cử của Thay Gia Thon là 174 kg. Và bây giờ thì Khổng Mỹ Phượng sẽ bước vào lần cử đẩy thứ 3, lần cử đẩy cuối cùng của mình. Khổng Mỹ Phượng đã chắc chắn có được một tấm huy chương. Cô đã chắc chắn nằm trong top 2 ở hạng 45 kg nữ. Hãy cùng chờ đợi. Chọc mạnh lên này nghe. Giờ lên. Khổng Mỹ Phượng đăng ký mức tạ là 95 kg. Mạnh lên. Không thành công. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc cho Khổng Mỹ Phượng. Như vậy là Khổng Mỹ Phượng đã kết thúc. Khổng Mỹ Phượng đã kết thúc chương trình thi đấu của mình tại SEA Games lần này. Cô đã không thể đẩy thành công mức tạ 95 kg ở lượt cử đẩy thứ 3. Và như vậy là thành tích ghi nhận cho Khổng Mỹ Phượng ở nội dung cử đẩy là 92 kg. Như vậy là tổng cử của Khổng Mỹ Phượng là 172 kg. Và cô có huy chương bạc. Huy chương bạc cho Khổng Mỹ Phượng và huy chương đồng cho đô cử của Indonesia. Rất đáng tiếc.
đối cử của Indonesia, Siti Hariru là người có được tấm huy chương đồng. Huy chương bạc đã thuộc về Khổng Mỹ Phượng. Và huy chương vàng đã chắc chắn thuộc về Thayathon Sucharoen. Và bây giờ thì Thayathon Sucharoen thậm chí còn thách thức bản thân để thiết lập thêm một kỷ lục mới. The bar is ready, loaded to 100 kilograms. Third and final attempt by Thayathon Sucharoen from Thailand. Trọng lượng tại trên sàn 100 kg. Mời vận động viên Thayathon Sucharoen Thái Lan vào trận thi đấu lần thứ 3. Successful, it's gonna be a new SEA Games record in the clean and jerk and in the total. Thayathon Sucharoen đang thách thức bản thân. Nếu tua đẩy thành công, Thayathon Sucharoen sẽ thiết lập liên tiếp hai kỷ lục SEA Games. Mức cử đẩy 100 kg sẽ là một kỷ lục SEA Games mới ở nội dung cử đẩy và cũng là một kỷ lục SEA Games mới ở mức tổng cử. Hai kỷ lục SEA Games đang chờ đợi Thayathon. Không thành công. Như vậy là mức thành tích của Thayathon ở nội dung cử đẩy là 95 kg, tổng cử là 174 kg. Thayathon giành huy chương vàng và như vậy là kết thúc hạng 45 kg nữ của môn cử tạ. Huy chương vàng đã thuộc về Thayathon, vận động viên của Thái Lan. Vận động viên của Thái Lan đã có được huy chương vàng hạng 45 kg nữ và đồng thời cũng thiết lập một kỷ lục SEA Games mới với tổng cử là 174, vượt qua kỷ lục SEA Games tổng cử 172 kg mà Vương Thị Huyền đã lập được tại SEA Games năm 2019.